Ninh Linh ứng điện là một thanh đồng được sinh ra từ bé nuôi của những làng biển quan họ Bắc Ninh. Ngay từ nhỏ, thanh đồng đã thấm nhuần giáo lý của Phật Thánh, lại được mẫu chứng lý bắt đầu thanh đồng được tâm toàn luôn trao dồi tình với các đồng hương Tân Ninh, dốc lòng theo mẫu thánh mẫu cho đến ngày hôm nay. Thanh đồng được các đồng hương ai cũng chỉ các quân nhân đệ tử yêu mến trân trọng. Về tham gia giao lưu hôm nay, thanh đồng được đóng góp tiếng nói của mình trong việc bảo tồn những lý tưởng tăng chủ của người Việt. Chúng ta dành một tràng pháo tay thật lòng nhiệt để chào đón các quý vị. Phượng rồi loan ca giữa đường chinh sứ người hoài biến lên trần tình hiện ra y ba dâng lên là nắng dài quả thực ngà kinh dâng lên là lòng tin bay thình ngờ chúa tiên là kiểu chung như mong mong hơi cao chính lễ ở trên trời sỏ chế bốn phương người lần ra mong ba tháng tin giờ dần ngày mong ba tháng tin giờ đôi người một tuổi dễ duyên lãnh lãnh phàm thành thành ra hồi cung để tam thanh tiên tình mời thanh thanh mẫu lần lòng nữ được tiền thử cung dùng đinh chân nhang phần khởi xung thiên thượng đệ tử kiện thành nhật tại kinh đô phóng quạnh các nhân quân tức biên bản tập phương tinh nhật giá du nguyện nản tiêu tai chứng nam mô hương cũng giang bồ tát ma tát nam mô hương cũng giang bồ tát ma tát nam mô hương giang bồ tát ma tát sa loa non thanh gia nguyện hồ con dâng văn lời thiên chúa nguyệt hồ anh linh chúa bói một đề tỏ hà hôi thank you.
ngọc lan xanh biết món na hoa lâu cua miếu cầu tôi bên chầu ngựa ngôi cao dầu dầu lên mặt chỉ cây xóm dâng dâng ở phía sau là châu xem bóng bồ câu lòng đầy đau xót thương trần phàm bao kẻ u mê nhớ xưa thái tổ chiều lê Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con đường mà về nhà Chúa nguyệt xa xôi. Sơn lân cổ tích là nơi hiệu tình Chúa mường yên là thế giang linh ngài. Chúa mường yên giang linh ra núi Nghệ An ông người chấn cảnh Nghệ An vô huyện thiên bản làm quan trong phủ dây.
xích xích bức 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 mạnh 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 đưa đường hoàng từ lộ trình tới đây tay tiên gió đón chết dân nhân tuần rời dân nên để gặp để các con vào là hồi chúc toàn hoàng sự các con bởi chúc toàn hoàng mười sớm để tay tiên chúc ngờ chén diều dâng gì tuần à dâng lên bệ ngọc đệ các cô dâng mời là mời rước quan hoàng mười sợi a sợi rước quan hoàng mười sợi bình đà tiền xót chén rượu đào tam tuần trùng nâng lên tiếng lưng nên ta bồ đề các con lưng vào làm chúc quan hoàng mười sợi cá co lưng mời chúc quan hoàng mười sợi hôm nay con đòn rước ông mười về đón ông mười về xin đến chừng lễ ông mười chứng tâm cho cái ông lòng thành đã đệ tử con ơi dâng bài văn tấu cũng thỉnh mời cô sáu sơn trang ngôi đền thờ lòng xuân suy lối lên đến sân sông hoa lối về suối nga thank you.
Nam thanh nữ
đồng, cô đi bắt đồng đồng bàn những người ba phân lưng ngòng tia.